Rồi, ván này đó thì thấy cái team hơi nhẹ nhàng nhé bạn. 1 1 2 13. Được ạ. Ván này kiểu mà mình cầm y tá luôn á. Thì đây, đây là bộ kỹ năng mình đem theo bạn. Có cái kỹ năng đắp nét đó. Là cái kỹ năng kiểu mở tủ ra mà mấy thanh niên này ở gần cái tủ của bạn. Trong bán kính hình như là 8 mét đó là mình sẽ thấy được cái aura của nó không? Thì cái bộ kỹ năng này là có cái em kia yêu cầu mình chơi thử các bạn. Với lại cái điều đặc biệt là phải đốt cái offer này không? Cái offer Marie Letter nữa bạn, là nó sẽ đốt cái map của cái con Silent Hill á. Cái map này nó sẽ có nhiều tủ bạn, nó thích hợp với lại cái kỹ năng đó không? Với lại mình chơi tá cứ mà cũng được được các bạn, để test thử cái kỹ năng này thử không? Nói chung á thì khởi đầu là thấy cái team này hơi dễ đó bạn, nhưng mà không biết sao. Bình thường thì level hơi thấp thì thấy nó nhẹ nhàng hơn đó. Chứ mới vô kiểu mà level hai mấy ba mấy các bạn, hoặc là level 100 gì nữa vô là thấy no hope liền. Thì đây, đây là cái map của con Silent Hill các bạn. Map này thì rất là nhiều tủ luôn. Bộ kỹ năng của mình thì cũng đơn giản thôi các bạn, Nowhere to hide á, là đạp máy là thấy aura ra. Rồi cái kỹ năng mở tủ. Đó. Mở tủ là thấy aura ra của mấy thằng mà đứng gần tủ các bạn. Đây cũng hợp lý đó. Lên không lên đúng không bạn, phải sướng thật sự. Đầu hết rồi. Mới đầu vô mà thấy aura là hơi bị lời đó bạn. Bờ lên không tới luôn không mà. Chạy gì dữ vậy? Em chạy khí thế luôn. Map này rất là nhiều tủ. Nhưng mà tủ đâu? Dã man thiệt, đã tới đây rồi. Ok. Không con nào đứng gần tủ luôn à. Sukana vậy? Chúng sửa máy này thôi. À, đào bom. Đập máy cái đi tính tiếp rồi. Đừng có nụ. Đó, chúng ta sẽ thấy nó thôi. Hay vậy. Cái map này thì được cái nó nhiều tủ quá. Nhưng mà nó cũng có một cái khó. Rồi, thấy aura. Nó có cái khó là kiểu khó bay quá. Bay kiểu nó cứ bị té lên té xuống rồi các bạn. Tá đi đúng chậm thôi vậy. Không cho sửa máy này luôn. Mà thủ cái là cái mấy đứa. Không thấy nó luôn rồi. Tối thật sự.
Sao có cái ông Min ông bị thương ta? Ông xuống dưới ông đốt cái kia các bạn, ông vẽ bùa. Tập luôn các bạn. Đúng không? Ông Min ông chơi vẽ bùa các bạn. Để giảm cái tiến trình sửa máy. Thấy ao ra mà. Đạp cái là chúng ta có thấy được cái vị trí các bạn. Đi bộ. Đúng khó chịu thật sự các bạn. Nằm mái cười nguyên luôn rồi. Cảm giác mấy thanh niên này thở không nổi rồi. Đúng là bộ kỹ năng này mạnh thiệt các bạn ơi. Đó, mở tủ ra là chúng ta thấy ao ra có mấy thằng đứng gần tủ rồi. Kêu thở oxy thì sao. Có nhiều bạn kiểu mà kêu mình build mấy cái bộ kỹ năng á. Đúng phê luôn. Đạt cái là hư 30% tiến trình. Đạp xong cái muốn dùng cái máy luôn. Đạp xong thành lại thấy aura nữa mày. Thứ gì chịu nổi game này. Game này như hắt luôn à. Không có thở nổi luôn á. Thử nha, bạn nào chơi y tá chơi thử bộ kỹ năng này của mình nữa mày. Tuyệt vời luôn á. Bảo là thằng y tá này hack. Đúng rồi. Mình sẽ bảo là y tá này hack rồi. À quên. Phải đập máy. Không thở nổi luôn à. Vậy mà nó vẫn sửa được một máy à. Mình tính nó không cho sửa máy nào luôn. Khó thở thật sự các bạn. Hai đấy, Adawon hai đấy. Biếu giờ vậy. Xin bài kiểu thở oxy nữa bạn. Chơi dây chân đi luôn rồi. Boss luôn rồi. À ông kia thoát. Ông mới bị chết ông thoát các bạn, thành con boss. Có kỹ năng bóp cái đạp cái nó hư 30% tiến trình các bạn. Nấp cái gì mà nấp.
đứng đâu là thoát rồi đó. Mở tủ lấy ao ra. Ủa, nó gà mình thấy nó chạy đây không? À, còn một lớp nữa bạn. Phải chữ không? Thấy trưởng không? Ông này em đi luôn rồi các bạn. Chưa hôm nay lại ha, nên bắt con kia luôn. Như hắt thôi bạn. Đúng là ghê quá chừng luôn bạn ơi. Bộ combo này mà chơi kết hợp với lại cái map này á. Quá chị ghê luôn. Đó. Sao rồi? Núp. Anh đi núp vô tủ ăn đế trứng. Núp thôi. Có khi nào ra kỳ bọt mình hắt luôn ta. Có khi nào ra report mình hack không luôn vậy? Ồ. Lết vẫn thấy aura luôn rồi. Lết đi đâu? Lết đi đâu? Lên mau. Quá dữ dằn các bạn. Hên lắm mới sửa được máy đó luôn các bạn. Thôi là không sửa được máy đó luôn. Nắm máy luôn. Chắc là bị bọt luôn. Quá kinh khủng chứ bạn. Y tá mà gì đây, thứ gì chưa nói. Thử lên thêm ván không? Hai vạch luôn nha. 205.000 điểm nha các bạn. Nhìn mấy con bồ này.